Thưa quý vị, là một trong những nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên xuất bản tự truyện bằng tiếng Anh ở nước ngoài, cuốn tự truyện The Queen of King Coffee của nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Và trong cuộc đối thoại với Thể thao và Văn hóa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật đặc biệt này để hiểu hơn về câu chuyện của một người phụ nữ có ảnh hưởng lớn tới ngành cà phê của Việt Nam, cũng như những khát khao đem thương hiệu Việt, văn hóa Việt ra thế giới. Tháng 12 năm 2021, triển lãm Expo Dubai 2020 lần đầu tiên có một cuốn tự truyện tiếng Anh của một nữ doanh nhân Việt đã được giới thiệu đến với bạn bè thế giới. Cuốn tự truyện kinh doanh mang tên The Queen of King Coffee của nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm CEO của TNI King Coffee. Ấn phẩm này chia sẻ một cách rất chi tiết những bài học về quản lý và khám phá về cuộc đời của một doanh nhân Việt Nam, giúp cho các độc giả khắp nơi trên thế giới biết thêm về ngành cà phê Việt Nam, những bài học về xây dựng doanh nghiệp và phác họa toàn diện về văn hóa Việt Nam thời hậu chiến trong bối cảnh của ngành thương mại cà phê toàn cầu. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đã thu hút độc giả khắp thế giới tò mò thưởng thức hương vị cà phê Robusta Việt Nam. Sau khi phiên bản tiếng Anh ra mắt và có mặt trên hệ thống thương mại điện tử toàn cầu của Amazon, phiên bản tiếng Việt cũng chính thức được giới thiệu tới độc giả Việt Nam. Nữ hoàng của King Coffee giống như một lời tự tình của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo về cuộc sống và công việc của bà. Xuyên suốt cuốn sách, độc giả sẽ học hỏi được những kinh nghiệm quản lý và kinh doanh thực tế mà bà Diệp Thảo tích lũy được hơn 25 năm hoạt động trong ngành cà phê, từ đó truyền cảm hứng cho những người trẻ có khát vọng kinh doanh và phát triển sự nghiệp của mình. Ai cũng biết đến Lê Hoàng Diệp Thảo là một nữ doanh nhân có ảnh hưởng rất lớn trong ngành cà phê Việt. Thế nhưng nhiều người cũng biết rằng trước đây thì chị là một người khá là kín tiếng. Vậy thì điều gì đã khiến chị quyết định cho ra mắt một cuốn tự truyện ạ? Vâng. Rất là nhiều cuốn sách đã viết về lãnh đạo đó thì đa phần vẫn là nói về nam giới. Nhưng mà để có một cái câu chuyện mà nó gắn liền với một cái ngành mà cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam, đó là ngành cà phê. Thì mình cũng rất là tự hào là mình đã đi qua, mặc dù là con đường rất là chông gai, nhiều thử thách, nhưng mà nó cũng là những cái bài học rất là quý giá mà với một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, để làm lãnh đạo. Có rất là nhiều bài học mà các bạn có thể xem đây như là một cuốn cẩm nang trong kinh doanh cho các bạn được. Và chị đã quyết định giới thiệu nó đến với nhiều hơn độc giả đúng không ạ? Thế thì ở đây cuốn sách này nó có một cái điều đặc biệt là nó được xuất bản bằng tiếng Anh trước, giới thiệu đến với độc giả nước ngoài trước, sau đó thì mới trở lại Việt Nam, cũng như cái cách mà chị làm với thương hiệu King Coffee của mình. Tại sao lại như vậy ạ? Trong rất là nhiều năm mà mình đi làm kinh doanh quốc tế thì một điều phát hiện là thế giới hiểu rất là ít về Việt Nam. Và nhiều cuốn sách mà nói về Việt Nam á thì đa phần cũng nói về chiến tranh Việt Nam thôi. Cho nên đó là những cái góc nhìn rất là thiển cận và họ cũng không hiểu được là Việt Nam bây giờ rất là khác ngày xưa rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là phụ nữ Việt Nam nữa. Thì mình giới thiệu trong cái cuốn sách như vậy, trong một cái bối cảnh là lúc đó mình tung ra cuốn sách vào cái lần đầu tiên ở đất nước Dubai. Thì ở cái xứ sở mà người ta cũng rất cần thiết là phải truyền cảm hứng cho người phụ nữ. Giống như là một cái chia sẻ ngoài lề mà chị đã nói với tôi á, là khi mà chị có cuốn sách này, tức là chị có cơ hội được đến với từng nhà. Đúng không ạ? Và chúng tôi thì có cái cảm nhận là khi có cuốn sách này, và đặc biệt nó lại ở thể loại là tự truyện, những độc giả sẽ có cơ hội được tiếp cận với chính câu chuyện của chị, cuộc đời chị, hành trình của chị nữa. Thế thì ở đây với một vài những ý kiến của những độc giả, khi họ đã có cơ hội đến với cuốn sách này rồi, họ đã chia sẻ lại điều gì với chị ạ? Mình có rất là nhiều bạn nữ rất là yêu quý mình. Các bạn đều thấy mình ở trong cái câu chuyện của mình. Và các bạn rất là yêu quý mình. Thì khi mà mình phát hành ra cái cuốn sách á, thì các bạn đã được xem và các bạn thấy nó, ôi nó rất là thật. Đó, cái đầu tiên là cái rất là thật. Và thứ hai nữa là cái rất là trong sáng. Và mình yêu quý tất cả những cái đoạn đường mình đã đi qua. Cho dù nó giông bão, cho dù nó như thế nào, nhưng mà mình những cái khoảnh khắc đó mình đều sống rất là trọn vẹn. Cái người đọc là người nước ngoài
đặc biệt là đàn ông họ họ đọc ở nước ngoài thì họ đọc xong thì họ mới nói cô rất là dễ thương, cô vào trong cái vườn cà phê để cô lấy cái mùi thơm cho tóc của cô một cách rất là trong sáng như thế, thì họ thấy rằng là có một điều là họ nhận ra được cái vẻ đẹp của Việt Nam, cái vẻ đẹp của cái bản sắc văn hóa của Việt Nam, và đặc biệt là trong cái người phụ nữ của Việt Nam á, mà khi làm lãnh đạo đối diện biết bao nhiêu những cái khó khăn như thế, nhưng mà nó không thể có một cái điều gì có thể làm cho nó gục ngã trong 25 năm này. Là 25 năm mà mình thật sự là đã dồn tất cả tâm huyết vào từng cái khoảnh khắc khi mình làm. Nói đến một người phụ nữ ở núi rừng Tây Nguyên, sinh ra ở núi rừng Tây Nguyên, thì có thể là mọi người sẽ liên tưởng đến một loài hoa nào đó. Ở núi rừng Tây Nguyên rất là nhiều loại hoa, đúng không ạ? Nhiều loại hoa đẹp. Thế nhưng cá nhân tôi lại có liên tưởng đến một loài cây có cái cội rễ rất là vững chắc. Và tôi nghĩ rằng cội rễ ấy chính là văn hóa Tây Nguyên, chính là vùng đất Tây Nguyên nó đã nhào nặn lên con người của Lê Hoàng Việt Thảo ngày hôm nay. Và cũng bởi thế cho nên trong cuốn tự truyện này tôi rất ấn tượng với những chương, những dòng mà chị viết về văn hóa Tây Nguyên, chị viết về văn hóa Ede. Ở trong cái văn hóa của Ede, thần linh vàng và những cái mùa màng mà được chúng ta chúc tụng nhau khi mà chúng ta có được cái mùa màng tốt, thì những cái thời khắc đó là cái thời khắc mà cái tính mẫu hệ trong cái văn hóa Ede đó thì nó rất là mạnh, và đâu đó là cái người phụ nữ là một người vô cùng mềm mỏng, chịu thương chịu khó, kiên trì kiên định, dẻo dai vô cùng. Qua bao nhiêu thứ khó khăn vẫn là gương mặt tươi cười, vẫn là những cái chăm sóc yêu thương ấm áp với tất cả mọi người xung quanh. Và điều đó mình cảm nhận rất là rõ từ những người mẹ mà ở trong các cái buôn làng, người ta đều như vậy. Một cái tình yêu thương rất là lớn, chứ không phải là chỉ dừng lại là ở gia đình của mình thôi. Đó, thì trong cái văn hóa lớn đó thì theo mình nghĩ rằng là một cái cây mà khi mà cái rễ của nó rất là sâu thì cái tàn của nó cũng sẽ rất là rộng, và nó sẽ che được bóng mát cho rất nhiều người. Thực sự là phải yêu lắm ngành cà phê Việt, phải yêu lắm văn hóa của Tây Nguyên, văn hóa của Việt Nam. Thì khi mà nhắc đến những cái câu chuyện đấy, chị mới đầy những cái nguồn năng lượng như thế. Cảm ơn doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ.